Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin được hỏi tiếp. Thưa ban giải đáp, tại sao trời Tứ Thiên Vương phải tạo ra các trái đất và các loài của trái đất ạ? Các vị lập ra để được lợi ích gì? Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, xin trả lời câu hỏi 2 của cháu Hoàng Thị Thu Hồng. Khởi thủy ở trong càn khôn vũ trụ này á thì chỉ có các hạt chân như thôi. Trong các hạt chân như này thì có hạt gọi là điện từ âm dương dục giới, là hạt có sức mạnh nhất ở trong cái hệ mặt trời này. Cũng còn gọi là thân trời dục giới siêu nhỏ. Các vị trời dục giới siêu nhỏ này tò mò mới bay về cái hướng của mặt trời. Nhìn thấy những cái hạt siêu nhỏ có cái màu giống như thân trời siêu nhỏ của mình. Nên lấy nếm thử. Nếm xong rồi thì nghe cái thân trời siêu nhỏ của mình phát khỏe lên. Nên các cái vị trời dục giới này mới ăn thử. Tự nhiên cái thân trời siêu nhỏ của mình nó lại lớn lên. Thì các vị trời siêu nhỏ này liền báo cho tất cả các loài bằng điện từ ở trong hệ mặt trời này cùng biết. Do các cái vị trời dục giới có công phát hiện đầu tiên và mạnh nhất, nên các vị trời ở tam giới mới bầu các vị trời dục giới này làm bốn vị chúa trời tứ thiên vương để quản lý bốn bầu hoàng đạo của cái hệ mặt trời này. Do nhận cái nhiệm vụ này nên các vị chúa trời tứ thiên vương mới bay vào địa giới tìm hạt công thức để tạo ra các hành tinh và các loài mang thân tứ đại cũng như các loài thực vật. Xin mời cháu hỏi tiếp ạ.